Thực ra là lúc đầu bố mẹ cũng rất là tâm lý và lo lắng cho con, nhưng mà sao mình vẫn phải động viên các con là cũng phải bình tĩnh, tự tin. Nên là cả các con cũng rất là chuẩn bị sẵn tâm lý cho các con rồi, nên bố mẹ cũng không phải lo gì cả. Thực ra là cái mong muốn của bố mẹ đến bao giờ cũng rất là muốn có nhiều kỳ vọng, nhưng mà thực là mình cũng biết là năng lực của con và cái sức của con như thế nào, nên là cũng mình cũng bằng lòng với những cái mà ví dụ như là cái lực học của con và cái mục tiêu của con, nên là cũng không áp đặt với con là nguyện vọng của con phải vào trường này và vào trường kia, mà cứ tự để cho con theo là đặt đi theo ý nguyện của các con. Chú cũng rất là nói chung là tâm lý các con cũng như phụ huynh thì là cũng hồi hộp hơn những ngày thường, nhưng cũng mong làm sao mà các con là thi tâm lý được bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh và làm những cái đáp án nó được sáng suốt trong những ngày thi, thì là để cho các con là được tâm lý là thật là thoải mái, ăn uống ngủ nghe đầy đủ. Những cái khi mà trước khi thi thì cũng có các em các cháu cũng ôn bài rất là kỹ. Thế thì những cái hôm mà gần đến ngày thi thì cho các em chơi giải trí được tư tưởng thoải mái. Đấy, thì cũng động viên các em là các con học là cả quá trình 12 năm thì đây là những cái thời kỳ mà trưởng thành, thì các con cũng thật là bình tĩnh, thật là sáng suốt để làm bài được đạt kết quả tốt nhất.